Cảnh báo 3 dấu hiệu dễ thấy nhất của thiếu máu lên não mà 99% anh chị em mình không bao giờ biết. Thiếu máu lên não là tình trạng mà cô bác anh chị em mình gặp cái tình trạng là thiếu máu, thiếu oxy, thiếu dinh dưỡng lên trên não. Và dưới đây là 3 cái mà mình dễ thấy nhất mà mình nhất định phải quan tâm. Chỉ cần mắc một trong 3 cái dấu hiệu này thì mình nhất định phải đi lập tức kiểm tra đến bệnh viện ngay anh chị em nhá. Nhất là mình bị chóng mặt và bị mất cân bằng. Một trong những cái dấu hiệu phổ biến nhất của thiếu máu lên não đó là mình cảm thấy chóng mặt, hoặc là mình đi đứng này, mình cảm thấy mất cân bằng, cảm giác là bị quay cuồng, mình không thể đứng vững, không thể đi lại được, không thể đứng vững khi mình đứng, thậm chí ngồi cũng bị choáng váng. Thứ hai, đó là mình bị đau đầu đột ngột. Đau đầu đột ngột xuất hiện một cách dữ dội là do máu nó đang giảm lưu lượng, đang bị tắc nghẽn. Đặc biệt nha, nó sẽ kèm theo việc đó là mờ mắt này, yếu cơ, thậm chí là méo miệng, khó nói. Dấu hiệu thứ ba mà cô bác anh chị em mình có thể nhìn thấy ngay được đó chính là rối loạn về thị giác. Tức là nó sẽ ảnh hưởng đến cái mắt của mình. Sự giảm lưu lượng của máu sẽ ảnh hưởng đến mắt, đến thị giác của mình. Mình sẽ gặp các vấn đề như là mình bị mờ mắt tạm thời này. Mình bị mờ mắt tạm thời, mờ mắt thậm chí đó chính là mình không nhìn được, mình chỉ nhìn thấy một phần, hoặc là hẳn một phần rất là lớn, cả một mắt, hai mắt. Và nếu như cô bác anh chị em mình có người thân, bạn bè mình đang gặp phải một trong 3 cái dấu hiệu này thôi thì lập tức mình phải đi đến bệnh viện, mình kiểm tra ngay lập tức để không thể chậm trễ hơn được nữa. Nó sẽ dẫn đến hiệu quả cực kỳ nghiêm trọng anh chị em nhé.